Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng nhá. Trong các video mình làm review về smartwatch ấy, thường sẽ có những bạn hỏi về phần pin. Cụ thể là tại sao khi mà mình dùng ấy, mình chia sẻ thì được cỡ khoảng toàn là 10 ngày, trong khi đó các bạn ấy dùng ấy thì chỉ cỡ khoảng toàn là 4-5 ngày mà thôi. Tất nhiên là có rất nhiều lý do liên quan đến việc hao pin. Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tại sao khi mình dùng ấy, pin của mình thường trâu hơn các bạn. Còn chi tiết mà bạn đón xem trong video hôm nay cũng như mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về những cái mẹo liên quan đến những chiếc smartwatch mình đang dùng, như kiểu chiếc HoloWatch GT3 hay chiếc HoloWatch GT4. Chi tiết mà bạn đón xem. Nguyên nhân thứ nhất đó chỉ đến từ việc các bạn bật chế độ on-gon display, và cái chế độ on-gon display là một cái chế độ cực kỳ tốn điện luôn. Thậm chí nó có thể tiêu tốn gấp đôi lượng điện nếu mà so sánh là các bạn không bật cái chế độ này. Thậm chí cái việc hao pin diễn ra ngay cả khi bạn sử dụng màn hình AMOLED với độ phân giải là HD luôn thì nó vẫn sẽ hao pin một cách bình thường. Bởi vì nguyên nhân đơn giản đó chỉ là mặc dù những điểm ảnh xung quanh được tắt rồi nhưng thực tế máy vẫn đang hoạt động, luôn luôn hiển thị thời gian cũng như là luôn luôn có độ sáng, thế nên hao pin là điều hiển nhiên. Ví dụ như chiếc HoloWatch GT4 mình đang có đây nhá, nếu bạn bật chế độ bình thường chúng ta không sử dụng on-gon display ấy, thì pin của nó theo nhà xuất công bố sẽ được cỡ khoảng là 8 ngày. Nhưng nếu bạn bật chế độ on-gon display lên ấy, thời gian sử dụng pin giảm xuống đáng kể và theo nhà xuất công bố nó sẽ chỉ được cỡ khoảng là 4 ngày mà thôi. Vậy nên cái thao tác đầu tiên để cho pin nó trâu hơn ấy, với những bạn nào đang bật on-gon display, đó chỉ chúng ta tắt ngay cái chế độ này nhá, thời gian sử dụng pin sẽ được cải thiện rất là nhiều. Cá nhân mình thấy một điều đó chính là với những mẫu smartwatch như HoloWatch GT3, HoloWatch GT4 ấy, thì cảm biến xoay cổ tay của nó đã quá là nhạy rồi. Có khi bạn sẽ chỉ lật cổ tay một chút thôi thì đồng hồ nó đã sáng lên để hiển thị thông báo cũng như hiển thị thời gian. Vậy nên không nhất thiết các bạn cứ phải bật chế độ on-gon display để chúng ta có thể xem giờ. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến việc đó chính là pin đồng hồ bạn không trâu, đó chính là do chúng ta set up cảm biến đo quá nhiều trong một giờ. Các bạn hiểu nôm na với những mẫu smartwatch bây giờ ấy, đa số chúng ta sẽ đo tự động, tuy nhiên đo tự động cũng tùy theo mức nhá. Ví dụ với em Huawei smartwatch này chẳng hạn, hay là một vài mẫu smartwatch khác, nó sẽ cho phép chúng ta đo cho vào 1 phút một lần, đo 5 phút một lần, đo 10 phút một lần, hay là chúng ta đo 30 phút một lần. Và nếu bạn nào đang set ở những mức quá thấp, ví dụ đo 1 phút một lần hoặc là đo 5 phút một lần chẳng hạn, thì nó sẽ cực kỳ hao pin luôn. Các bạn cứ hiểu nôm na đó chỉ là mỗi phút chúng ta đo một lần ấy, thì trong 60 phút các bạn sẽ đo đến 60 lần. Trong khi đó nếu bạn xét ở mức đó chỉ là 30 phút đo một lần ấy, thì một tiếng chúng ta sẽ chỉ đo cỡ khoảng tầm 2 lần mà thôi. Và rõ ràng cái việc đo nhiều hơn cũng chính là cái nguyên nhân khiến cho việc đồng hồ chúng ta hao pin nhiều hơn. Bởi vì sao? Cái cảm biến ở phía bên dưới này nó sẽ chiếu sáng liên tục để chúng ta đo nhịp tim cũng như đo SpO2. Hoặc có những mẫu smartwatch thông minh, ví dụ như HoloWatch GT4 này chẳng hạn, nó sẽ tự động nhận diện những lúc là cần đo, những lúc là không, để từ đó cho chúng ta ra một cái biểu đồ có thể gọi là chuẩn xác nhất mà không tiêu tốn quá nhiều điện năng. Nguyên nhân thứ ba đến từ việc có thể cái phần mềm anh em vừa update hoặc là anh em vừa cập nhật ấy, nó bị lỗi dẫn đến hiện tượng hao pin. Cái điều này trước đây đã từng xảy ra rồi nhá. Ví dụ trước đây với một số anh em sử dụng Mi Band chẳng hạn, chúng ta update firmware để chúng ta có thể chuẩn sang sử dụng tiếng Việt. Nhưng với một số phiên bản firmware nó bị lỗi ấy, nó có thể dẫn đến hiện tượng hao pin. Hay trước đây có một số mẫu máy Garmin sau khi update phần mềm sau ấy, pin của nó giảm đi đáng kể luôn. Đây có thể là đến từ vấn đề hiệu suất của máy khiến máy hao pin nhanh hơn bình thường. Với cái vấn đề update firmware này, nếu bạn chẳng may lên rồi ấy, thì chúng ta bắt buộc phải đợi có những phiên bản mới thôi. Còn lại nếu mà chưa lên ấy, thì chúng ta cứ bình tĩnh nhá. Còn nói về mẹo sử dụng HoloWatch GT3, HoloWatch GT4 ấy, thì mình nghĩ rằng có một cái mà rất nhiều người quên. Đó chính là việc với những em HoloWatch GT3, GT4 này, chúng ta sẽ có chuẩn sạc chi. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn sẽ chỉ cần một cái đế sạc không dây là chúng ta có thể sạc được rồi. Vậy nên nếu bạn mang đi du lịch, mang đi chơi ấy, chúng ta cứ mang cái đế sạc cho nhỏ vậy. Các bạn không nhất thiết phải mang quá nhiều dây dợ lằng nhằng. Hoặc nếu mà chúng ta chẳng may các bạn quên sạc ấy, các bạn có thể mượn sạc không dây chuẩn chi của những người khác là chúng ta có thể sạc luôn. Hoặc một số trường hợp ấy, ví dụ như ở chiếc điện thoại ở đây nhá, mình có chế độ sạc ngược không dây thì bạn hoàn toàn có thể dùng điện thoại sạc cho đồng hồ này cũng được luôn. Nhưng mình cũng lưu các bạn một điều, đó chính là với cái chế độ sạc không dây này, đôi lúc nó sẽ tỏa ra khá nhiều nhiệt lượng. Vậy nên quá trình sạc của nó cũng sẽ chậm hơn nếu mà so sánh với bình thường các bạn ạ. Tiếp theo là một cái vấn đề mà rất nhiều anh em hỏi mình, đó chính là làm sao chúng ta có thể import nhạc lên những mẫu iPhone như thế này. Bởi vì bản chất trên iPhone chúng ta sẽ không có cái tính năng import nhạc. Mà nếu mà thiếu đi cái tính năng import nhạc ấy, thì nếu mà bạn muốn như kiểu chạy bộ nghe nhạc ấy, nó sẽ rất khó khăn. Vậy mình sẽ chỉ các bạn cách. Nói chung là nó cũng không khó khăn quá đâu, các bạn sẽ cần thêm một chiếc điện thoại Android nữa. Và cả hai chiếc điện thoại này chúng ta sẽ cùng log in vào một tài khoản Huawei nhá. Và khi đó chúng ta sẽ ngắt kết nối vào iPhone, sau đó bạn chuyển sang kết nối đồng hồ Huawei và chiếc điện thoại Android. Sau đó bạn dùng điện thoại Android import nhạc vào, vậy là xong. Cách này thì nó sẽ hơi mất thời gian một tí, nhưng về cơ bản vẫn là chuyển nhạc sang iPhone mà chúng ta không lo mất dữ liệu hay là chúng ta không phải cài đặt lại máy. Nhưng đó là vấn đề nhạc thôi nhá. Còn nếu bạn muốn chuyển app ấy, thì câu trả lời là không nhá. Bởi vì mỗi điều hành chúng ta sẽ có một cái kết nối riêng cũng như một chuẩn khác nhau. Vậy nên các bạn không thể nào chuyển được những app từ trên hệ điều hành Android sang iOS.
Một cái nữa mà nhiều bạn cũng quan tâm đó chính là việc em HoloWatch GT4 này nó có thể nghe cuộc gọi từ những cái nền tảng bên thứ ba, ví dụ như Messenger, Zalo hay Telegram không, thì bây giờ mình sẽ test bạn xem. Nói chung với cuộc gọi trên Android ấy, thì với những app bên thứ ba như Zalo, Facebook, sau đó Messenger hay là Telegram ấy, chúng ta sẽ không nghe được. Trong khi đó với trên iOS ấy, thì cả ba phần mềm này các bạn đều nghe cuộc gọi một cách bình thường luôn. Mong rằng qua video này thì bạn sẽ có thêm những cái nhìn khái quát nhất về những chiếc đồng hồ thời điểm hiện tại như chiếc HoloWatch GT4, cũng như những lý do mà khiến đồng hồ bạn hao pin hơn nếu mà so sánh với mình. Bản thân mình thấy rằng những em đồng hồ này thường pin của nó tương đối tốt, có khoảng tầm 1 tuần. Nhưng mà nếu các bạn bật đo nhịp tim hay đo SpO2 quá nhiều liên tục ấy thì pin của nó sẽ giảm đi đáng kể. Và các bạn có câu hỏi nữa hãy comment bên dưới nhá, mình sẽ giúp bạn trả lời. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau. Nhấn like và subscribe của kênh Khôi Ngọc nhá.